Vingroup và cuộc chơi tài chính ở cấp độ toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về việc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dừng sản xuất TV và điện thoại di động đang gây xôn xao thị trường mấy ngày nay. Trước hết, quyết định này gây xôn xao là bởi mảng này ban đầu được ví như niềm tự hào của tập đoàn Vingroup trong khởi điểm đầu tư công nghệ. Và thực tế, Vingroup đã tập trung lớn cho mảng khi vào năm 2018 công bố chuyển đổi từ đa ngành sang chiến lược đầu tư trọng điểm về lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, với mục tiêu năm 2028, VinGroup sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ công nghiệp, dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính. Điện thoại cùng với TV, theo đó là hai nhóm điện tử gia dụng thông minh thuộc công nghệ, bên cạnh lĩnh vực ô tô thương hiệu Việt đầu tiên VinFast. Như vậy, rời bỏ hai mảng này, VinGroup đến thời điểm hiện nay sẽ chỉ tập trung dồn lực cho một mảng công nghệ công nghiệp chính là VinFast. Một thông tin đi kèm ít được chú ý hơn Trước đó, VinFast công bố đóng cửa trung tâm thiết kế kỹ thuật do VinFast thành lập và hoạt động tại Melbourne, Úc sau hơn một năm hoạt động. Hiện tại, VinFast đang tập trung vào các dự án phát triển xe được thực hiện bởi các văn phòng đặt tại nước ngoài. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã gây ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển và kết nối giữa nhiều quốc gia. Vì vậy, VinFast đã quyết định sẽ tập hợp toàn bộ nhân lực từ nước ngoài về trụ sở chính đặt tại Việt Nam, nhằm tập trung mọi nguồn lực và tăng cường khả năng phối hợp với đội ngũ sản xuất ở khu phức hợp sản xuất xe tại Hải Phòng, Việt Nam, tập đoàn thông cáo. Có thể thấy, dồn lực ngay tại sân nhà, tập trung cho một mối công nghệ lớn cho mãnh liệt tinh thần Việt Nam đang thể hiện một tốc độ mãnh liệt thực sự trong các quyết định của tập đoàn này. Quyết định mà có thể gây ra rất nhiều xôn xao, thậm chí cho rằng là thất bại ở mảng TV điện thoại hoặc là bước chuyển hướng tùy hứng nhẹ tanh của tỷ phú giàu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng. Ở góc độ chiến lược phát triển, một chuyên gia thẳng thắn là chẳng ai đoán định được đúng trong đầu vị tỷ phú sở hữu 7,3 tỷ đô la Mỹ đó hiện đang ấp ủ gì. Cũng như khó có thể ai dạy được ông về chiến lược phát triển kinh doanh bởi thành công của ông trong gần 3 thập kỷ qua là vô cùng ngoạn mục. Các quyết định đóng mở của ông thần tốc như trận đánh và rất khó đoán định. Chẳng hạn như ông đã từng đóng một loạt các mảng đầy ấp ủ lẫn khát vọng khi đầu tư như tài chính, hàng không ở vào đúng những thời điểm mà nếu có dây dưa có thể sẽ hệ lụy kéo chân VinGroup trên hành trình lên đỉnh. Một vị tướng giỏi khi lâm trận thì cần phải đưa ra những quyết định tiến, lùi, hoặc thậm chí thấy nguy thì bỏ chuẩn xác chứ không thể khăng khăng một hướng đã chọn là giao thủ tới chết. Ở một số mảng khác mà VinGroup từng hoạt động như bán lẻ với VinMart và VinMart+ Cộng, VinPro, AD rồi hay nông nghiệp VinEco, VinFashion, việc sang nhượng hay đóng cửa, rút lui tùy điều ngoài dự đoán của thị trường nhưng lại cũng chứng tỏ một tính toán đúng thời điểm, đúng lúc. Và Vingroup không hẳn chịu thua thiệt về mặt tài chính, cũng theo chuyên gia. Với trường hợp lần này, đóng cửa lại mảng TV, điện thoại, trong bối cảnh nhiều thách thức của lĩnh vực không chỉ ở câu chuyện chọn phần khúc, lấy thị phần hay thị trường khốc liệt của các đối thủ mà còn là những yếu tố khác, thì việc một quân cờ vây trong một nước cờ dồn lực cho VinFast chính là thả cái nhỏ để được cái lớn. Chuyên gia tư vấn chiến lược tăng trưởng Phạm Việt Anh gọi tên quyết định này kinh doanh là kinh doanh và là sự năng động, tốc độ sửa sai ấn tượng, thể hiện tính quyết đoán của lãnh đạo rất cao, là tính cạnh tranh quốc tế mà các doanh nghiệp nên học hỏi. Giải quyết khởi điểm chuỗi cung ứng, vốn Như mọi startup khác, dù ở quy mô số 1 Việt Nam, Vingroup sẽ giải quyết hai bài toán quan trọng của giai đoạn đầu tư. Cũng theo chuyên gia Phạm Việt Anh, việc dồn lực cho một phiên phát duy nhất ở công nghệ lúc này vừa là câu chuyện chiến lược, vừa là lựa chọn thời điểm. Vingroup đang xây những tham vọng lớn, trong đó tham vọng đưa thương hiệu ô tô Việt Nam bước lên vũ đài thế giới là mãnh liệt nhất. Để làm được điều đó, Vingroup phải xây dựng chuỗi cung ứng cho riêng mình. Và như mọi startup khác, dù rằng đã ở quy mô lớn số 1 Việt Nam, họ cũng phải giải quyết cùng một lúc hai bài toán quan trọng trong giai đoạn đầu tư, vốn và hiệu quả hoạt động tính trên quy mô, tăng trưởng cần tiền và như vậy doanh nghiệp phải giải bài toán chiến lược là thuyết phục các horror, trong đó bao gồm các nhà đầu tư trong nước và quốc tế không chỉ là khách hàng, ông nói. Chúng ta nhớ cách đây không lâu, Vingroup đã tuyên bố trở lại cuộc chơi trên thị trường tài chính toàn cầu với kế hoạch phát hành trái phiếu huy động 500 triệu đô la Mỹ nhằm nỗ lực tăng cường đầu tư cho VinFast, VinSmart. Nay, không còn VinSmart, toàn bộ nguồn vốn huy động dự kiến sẽ được tập trung cho VinFast. Và chắc chắn, kế hoạch dồn lực này sẽ không dừng lại khi Vingroup cũng đã để mở lộ trình tiến lên sản Mỹ của VinFast. Cho dù VinFast muốn đến phố World bằng loại xe gì, thì chắc chắn một điều, hành trình này sẽ nhắm đến một mục tiêu mở ra cơ hội vốn cho tập đoàn, đặc biệt cho mảng công nghiệp ô tô đang đòi hỏi nguồn lực đầu tư khủng. Và như Vingroup đã từng lên kế hoạch, đó sẽ là kế hoạch 2 tỷ đô la Mỹ, hoặc thậm chí hơn thế, một chuyên gia đánh giá. xung lực cho phát triển. Vẫn trong giải quyết khởi điểm chuỗi cung ứng thương hiệu ô tô Việt trên toàn cầu là bài toán vốn, có một vấn đề nho nhỏ là dường như chuyện huy động vốn quốc tế của tập đoàn này sẽ không vướng víu nếu có VinSmart thậm chí đa ngành, đa mặt hàng công nghiệp và ở một lĩnh vực đã tạo nên tên tuổi hàng đầu như iPhone, Samsung, LG, Huawei, thì hẳn việc có Vinsmart phải được xem là lợi thế cạnh tranh. Câu trả lời là chưa hẳn. Sự dồn lực cho một VinFast không chỉ thể hiện quyết tâm tập trung công nghệ ô tô, mà có thể trong mắt các nhà đầu tư khi định giá tài sản sẽ giảm bớt các hạng mục đầu tư đang phải bù lỗ, khiến chi phí sử dụng vốn bình quân cao. Cho dù là Vingroup dự kiến phát hành trái phiếu không tài sản đảm bảo, và dựa trên các dự án khổng lồ của mình, cộng xếp hạng tín nhiệm tích cực của Việt Nam, lãi suất trái phiếu hấp dẫn, thì dù như thế nào, nhà đầu tư cũng sẽ vào những tài sản đảm bảo doanh nghiệp thực thi, cam kết trả lãi, cộng vốn. Và đó trước hết phải là các dự án có tỷ suất hoàn vốn sinh lời cao. Đó không chỉ là sự highlight, nổi bật của tài sản nhìn thấy là quỹ đất lớn tuyệt đối so với sở hữu của bất kỳ doanh nghiệp Việt nào khác, ước khoảng 164 triệu mét vuông, với tổng giá trị phát triển sẽ tăng trưởng kinh khủng trong tương lai, mà còn dựa vào lõi kinh doanh Core Business qua những dự án đinh và trong hệ sinh thái của doanh nghiệp. Huy động vốn là một chuyện, lên sàn Mỹ và ở lại để bành chứng lại là câu chuyện khác. Về mặt chiến lược, một thương hiệu nội địa muốn đi ra quốc tế thành công phải thỏa mãn được 3 yếu tố quyết định. Một là trở thành thương hiệu quốc gia, tức chiếm lĩnh được thị phần lớn trong nước, được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm và ủng hộ. Hai là thương hiệu đó hoạt động trong lĩnh vực thuộc thế mạnh cạnh tranh của quốc gia là một lợi thế. Và ba là là có được hậu thuẫn của chính phủ. Điều đó cho thấy sau thành công ở giai đoạn khởi nghiệp thì VinFast sẽ còn rất nhiều việc phải làm, phải điều chỉnh để duy trì được xung lực và phát triển lâu dài. Chuyên gia tư vấn chiến lược tăng trưởng Phạm Việt Anh nhận định. Cuộc chơi có toàn tính đặc biệt lẫn mật mã riêng đi giải các bài toán nhằm thúc đẩy phát triển, vươn ra thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã không còn là những con số đơn hay lo lắng lẻ. Chúng ta hãy chờ xem.